Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành đã đến thăm chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Mabuchi Moto Đà Nẵng và công ty cổ phần Citeco nhân kỷ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Mabuchi Moto Đà Nẵng nằm trên đường số 3 khu công nghiệp Hòa Khánh. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất xuất khẩu các loại mô tô cỡ nhỏ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ gửi đến lãnh đạo và tập thể người lao động công ty lời chúc tốt đẹp nhất, chúc doanh nghiệp ngày càng an ninh làm ra trên mảnh đất Đà Nẵng. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp là trụ cột chính của nền kinh tế. Vì vậy, chính phủ Việt Nam đang từng bước hoàn thiện các thể chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Riêng công ty Mabuchi Moto Đà Nẵng được xem là một trong những cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp thành phố. Là doanh nghiệp đầu tiên đầu tư vào Đà Nẵng ở lĩnh vực sản xuất có công nghệ và hàm lượng giá trị gia tăng cao, lãnh đạo thành phố ghi nhận sự đóng góp của doanh nghiệp và cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho công ty hoạt động và tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất. Ông Nakayachi Yoshi, giám đốc công ty Mabuchi Moto Đà Nẵng, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đã hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua và cho biết tập đoàn Mabuchi đầu tư nhà máy ở 8 quốc gia, riêng ở Đà Nẵng được kỳ vọng rất lớn và dự kiến sẽ tiếp tục tăng quy mô sản xuất tại Đà Nẵng trong thời gian tới. Đến thăm công ty cổ phần Citeco nằm trên đường Trần Nữ Vương, quận Hải Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ chúc mừng cán bộ, người lao động công ty và biểu dương những nỗ lực của đơn vị trong thời gian qua đã đưa thương hiệu Citeco ngày càng phát triển, được đối tác khách hàng tín nhiệm, đồng thời nhấn mạnh công ty cổ phần Citeco là một trong những doanh nghiệp tiên phong và thực hiện thành công chủ trương cổ phần hóa của nhà nước. Sau cổ phần hóa, doanh nghiệp càng phát triển vững chắc với tốc độ tăng trưởng từ 20 cho đến 25%. Doanh thu hiện đạt trên 350 tỷ đồng mỗi năm. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chúc mừng sự trưởng thành vượt bậc của đơn vị và mong rằng với truyền thống đoàn kết và nền tảng thương hiệu sẵn có, trong thời gian tới, công ty cổ phần Citeco sẽ tiếp tục phát huy nội lực, có giải pháp và chiến lược phù hợp để nhanh chóng vượt qua khó khăn sau đại dịch, vươn lên trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ cho ngành thủy hải sản, cơ điện lạnh và các lĩnh vực khác.